Rồi mình có cái một cái khăn trải bàn như này và một cái bàn như này. Sau đó chúng ta vào chức năng biểu tượng grid geometry sổ đây, chúng ta chọn chức năng gray và chúng ta vẽ cho mình một cái vật có tên là plane plane. Xin mà tốt đấy. Thì bạn hiểu cái plane plane này nó chính là một cái mặt đất mà vô cùng. Đó, nó nằm ở trên trục không không và nó sẽ vô cùng nơi đây, hướng chữ M này. Kẹo nó kéo là một cục vật liệu của đây MTN và áp cho nó. Sau đó chúng ta muốn cái màu khi render ra nó là màu gì, mình muốn cái màu nó hơi sáng như này. Ok. Sau đó chúng ta sẽ đưa về chức năng Perfect Fit. Sau đó mình xoay một cái góc mình sẽ định render. Được chưa? Render là một cái sản phẩm này. Sau đó chúng ta sẽ bấm render. Ở đây thì bài chúng ta thì chưa có camera thì nó mình sẽ đặt một cái góc. Mấy cái góc này là đặt camera thì chúng ta chỉ việc bấm tạo cái camera thôi. Đó, mình muốn cái góc này bấm đầu vào cái tự camera tạo được một góc camera. Và chúng ta bấm lên đường. Bài chúng ta sẽ được như này. Đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ đặt một cái mặt trời. Một cái quay sân nhé. Quay sân. Nhưng mà tốt đặt nhé. Mình muốn hướng mặt trời là chiếu từ đây chiếu qua. Ở đây hỏi có lấy cái đèn Gray Sky nào mình sẽ môi trường hay không, mình đồng ý luôn, mình lấy Gray Sky là môi trường. Sau đó bấm C, bấm render. Đây mình chọn render kiểu trực tiếp luôn. Đó, bài chúng ta sẽ được kết quả như này. Chúng ta sẽ tăng giảm cường độ sáng của đèn mặt trời sao cho nó phù hợp. Được chưa? Đây mặt trời nó đang như này là do cái hướng chiếu của mặt trời nó ở dưới đất. Kéo mặt trời kéo cao lên, bấm vào C, tăng cái chiều cao của đèn mặt trời lên. Càng tăng lên thì bài càng trong xanh, trời càng nắng nhiều. Rồi chúng ta sẽ chọn đèn mặt trời với những chỉnh. Đây chúng ta sẽ có thông số size multi chính là kích thước của mặt trời. Bạn muốn mặt trời bóng đổ nó mềm thì nó tăng size multi nó lên. Hiệu năng là bằng 1 thì bạn muốn mặt trời nó mềm hơn thì cho bằng 5 thì là bạn thấy là mặt trời nó sẽ mềm hơn. Mình muốn cao lên một tí nữa. Thì sáng tối phụ thuộc vào ánh sáng của mặt trời. Nên mình sẽ khoanh một vùng mà mình để khổ to to một chút. Các bạn nhìn trực tiếp luôn cho nó dễ. Vật liệu chúng ta đây là chưa phải vật liệu vải, mình đã áp một cục diffuse chỉ là một cái màu bình thường thôi. Và chúng ta đến bấm phím M nhé. Chúng ta sẽ kẽ hút vật liệu quả đối tượng này. Thực ra mình tạo nên một cái view mới đi cho nó rõ. Hút đối tượng này là diffuse của nó đây. Hút đối tượng của cái dưới. Sau đó thì chúng ta muốn màu sắc của đối tượng cái rèm này nó là màu gì thì thường thường vật liệu chúng ta sẽ kéo ra vật liệu bỏ cái rèm này trước nhé. Chúng ta muốn cái màu sắc cho cái rèm này nó là màu màu gì chúng ta sẽ cần phải kéo này. Ví dụ chúng ta sẽ kéo để tạo chất liệu rèm ấy thì có chất liệu là hai sai, nó sẽ có chức năng là front là mặt phía trước, back là mặt phía sau. Mình sẽ kéo hai cái cục vật liệu vào đây, MTN đây. Cái đầu tiên đấy, cái vật liệu phía trước mình cũng áp vào đây và vật liệu phía sau thì mình cũng áp vào đây. Sau đó mình sẽ thay đổi màu sắc. Đây là vật liệu phía trước này, là T là nó phía trước đi, là T phía sau là S đi, đây là S. Mình thay đổi vật liệu ở phía trước này, mình muốn một cái màu sắc tông vật liệu tông xanh này. Ok, nó sẽ ra tông hơi xanh xanh. Bạn muốn xanh nhiều xanh ít thì tùy bạn. Cái vật liệu ở phía sau mình muốn có tông cũng là tông xanh nhưng mà nó là xanh đậm. Ok, có thể tông này cho nó xanh đậm đi nữa. Đó. Thì trong cái vật liệu hai sai nếu bình thường như này chúng ta sẽ làm đây, mình sẽ tỉ lệ hòa trộn. Tỉ lệ hòa trộn, em bật kích vào đây nào. Về cái màu sắc của đối tượng, cái màu này nó gần gần, nếu để như này thì nó gần như kiểu chất liệu Photoshop, nó sẽ là mềm mềm giữa hai cái màu sắc này với nhau theo cái tỷ này. Nếu bạn để kéo ra màu trắng thì đối tượng của chúng ta
nó sẽ ảnh hưởng nhiều cái màu phía trên, được chưa? Sẽ nhiều màu phía trên hơn. Nhưng mà nếu chúng ta để chức năng con ốc này mà để vật liệu ở dạng màu đen, à đối tượng này mình chưa áp vào bài. Chọn đối tượng này nha, mình áp cái vật liệu này vào bài. À, quên mất vậy đấy chứ. Nếu chúng ta để màu đen màu trắng ấy thì nó sẽ lấy màu bên dưới nhiều hơn này. Để chúng ta để đầu tiên nó là màu xám ở giữa đúng không? Nó sẽ lấy hai chất liệu trộn với nhau. Chính chất liệu này nó cũng làm được chất liệu, nếu chất liệu này làm chất liệu vải cũng được. Nó như này thì là vải, nó sẽ chuyển, nó sẽ mềm mại hơn giữa cái vùng mặt trước và mặt sau, có nghĩa là bạn hiểu nôm na là sao, mặt trước là mặt tay này, mặt sau này nó sẽ trộn hai, nó tự tự trộn với nhau. Thì mình hiểu nôm na nó cũng gần gần giống chức năng trong phần ok, trong phần m nha, vào liệu này không, nó phải trong phần diffuse này. Nếu chúng ta add một cái màu, chúng ta là add một cái màu đen ở đây nhá, một cái là bitmap đi, một map gỗ đi, và bên dưới nó là một cái màu đó, thì chúng ta kích hoạt vào đây và chúng ta áp vào đối tượng, áp vào đối tượng đó, thì là màu gỗ. Nếu chúng ta giảm cái màu màu quả trong phần diffuse này đi, lấy xuống đây, chúng ta lấy xuống không đến 100% màu gỗ nữa, mà chúng ta lấy xuống ví dụ như là 80, nó sẽ trộn 80% màu gỗ và 20% màu 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 đen màu xám. Và chúng ta sẽ giảm cái thông số này đi, càng giảm nó sẽ trong cái phần này ấy, thì chúng ta giờ ví dụ chúng ta sẽ lấy tỷ lệ nhá. Đây là giữa, nó sẽ lấy đều đều giữa hai cái màu, màu này và màu này. Ví dụ các bạn là muốn lấy thiên về tông trắng ấy, thì nó lấy nhiều màu bên dưới hơn, được chưa? Nó thiên về tông đen ấy, thì sẽ lấy nhiều cái màu bên trên này hơn, được chưa? Mình sẽ đổ một màu thành màu đỏ đi cho nó khác thường, màu bên trên là màu đỏ nhá, xanh và đỏ đi cho nó dễ. Thì nếu mà chúng ta đưa hai cái tông quả thằng vật liệu hai sai này lên đây, thì chúng ta sẽ có tỷ lệ hòa trộn như này, được chưa? Thiên về tông nào mặc định thì 50-50, thì sẽ lấy 50 cái lọ, 50 cái kia là trộn vào nhau, thì vật liệu nó sẽ mềm hơn. Bạn muốn băm lên thì thêm một cái băm nữa, băm vào cho hai cái đối tượng này, lấy một mặt băm nhé, để nó giống chất liệu vải hơn, băm. Rồi bạn muốn băm theo cái sớ gì chúng ta lấy sớ băm, bạn muốn băm theo sớ vải thì băm theo sớ vải, lại băm theo sớ vải. Đây mình đưa vào kính băm thì đối tượng chúng ta sẽ được băm hơn. Mình muốn mắt vải này hơi to, mình muốn cho nó nhỏ, mình chỉnh tăng lên nó đi, tăng lên chẳng hạn như là nhỏ đi 5 lần. Chúng ta sẽ có cái map vải, nó sẽ được chi tiết, nó sẽ nhỏ đi được 5 lần. Rồi mình quanh vùng lại cho nó rõ. Ở đây giờ mình đang nói về hai vật liệu màu sắc, giờ mình nói đến vật liệu muốn là đây là làm vải bình thường. Giờ mình không thích vải bình thường nữa mà mình muốn nó làm cái vải trong. Vải trong là vải rèm ấy, chính xác là vật liệu vải hay sai đấy, chính là vật liệu vải vải rèm ấy. Thì chúng ta sẽ chỉnh đối tượng như sau, bỏ cái delete đi. Và chúng ta sẽ đặt cái đối tượng như sau. Thường thường những vật liệu vải để nó đẹp ấy, thì chúng ta sẽ đặt thêm một chất liệu phone ốc. Phone ốc thì làm đối tượng nó sẽ mềm hơn. À, kéo vào diffuse. Và đối tượng bên dưới này mình cũng kéo vào diffuse. À, thì chúng ta đã ra một cái thông số như thế này. Và bây giờ nếu mà nói về bình thường, nếu nói về một chất liệu vải bình thường thì mình hay làm được kiểu này thì dễ làm hơn, chứ làm được kiểu này thì hơi vật liệu hay sai này thì nó là hòa trộn thì hơi khó làm. Bình thường ví dụ mình áp lại đối tượng vào một đối tượng này bình thường trước nhé. Trước đây chúng ta đã học chất liệu là chúng ta lấy cái thông cục này, chúng ta áp vào cái đối tượng này thôi,
Đó. Sau đó chúng ta muốn có cái map này, nó muốn trong thì map nào chúng ta sẽ áp một cái map nó vào kênh diffuse, kênh opacity. Trước đây mình đã từng học rồi, nó trong. Đó. Thì trong bao nhiêu chúng ta chỉnh cái độ trong theo đối tượng, theo cái map này. Và chúng ta đây cũng là map, chúng ta sẽ chọn cái map khác. Chúng ta muốn cái map nó là chấm bi rồi đó. Còn cái vải rèm thì mình sẽ chọn một cái tông vải rèm, màu sắc cho vải rèm nhé, một màu xanh nhé. Hai màu thì nó gần đậm đậm nhạt nó khác nhau đi. Theo nguyên lý trắng đổi đen chìm. À, đúng rồi, thường tất cả nó sẽ lấy theo kiểu trắng nổi đen chìm như thế. Ok nhá. Trong cái phần opacity thì mình sẽ là muốn sâu sâu cái map này, vì để từ cái khi ren lên thì nó thấy luôn đi rồi. À, chúng ta muốn trong nhiều chúng ta sẽ dùng cái chức năng opacity bằng bằng chức năng là đen trắng. Cái vùng nào thủng thì nó thủng lên. Thì vải rèm thì nó theo quy tắc này, được chưa? Còn bạn muốn vải rèm theo một cái map khác thì chúng ta sẽ chọn cái map khác. Cái map này bỏ cái vệt này nha, không tính nhá, vệt này không bạn sẽ cắt, cái chức năng cắt ở đây. Và mình sẽ bỏ cái phần đen đi, lấy mỗi phần màu này thôi. Thì chúng ta sẽ có cái map của nó. Rồi. Mà rèm chúng ta muốn trong nhiều trong ít thì là phụ thuộc với thông số opacity này nha. Đây là vải rèm. Bây giờ chúng ta sẽ muốn đảo ngược lại cái vùng, đúng rồi, chi tiết này và phần phần opacity này, chúng ta sẽ đảo làm cho cái màu nó trắng đen nó nhạt nhạt hơn bằng kênh color correct, kéo vào giữa đi. Bây giờ hiện tại là màu sắc nó đang rất là tương phản nhau rất là nhiều, thì mình sẽ giảm sự tương phản đi. Thì vải bắt đầu nó trong dần trong dần. Mình sẽ lên đến một vùng để cho bạn nhìn cho nó nhanh. Còn nếu mà nói này thì nó nhiều vấn đề lắm. À, mình sẽ lên một lửa này thôi. Bạn muốn cái đối tượng chúng ta mà nó trong nhiều chúng ta giảm. Thứ nhất là chúng ta phải tăng sáng nó lên. Rồi, giảm tối nó đi. Thì đối tượng ta sẽ được trong nhiều hơn, trong đều hơn đấy. Bạn muốn tăng này. Đây là cách chúng ta chế cái vải rèm. Chúng muốn ta muốn cái vải này là sớ nó to hơn, nhưng mà chỉnh cái tơ linh thôi. Tơ linh mình đang để bằng 5 mà để bằng định mặc định bằng 1 của nó. Rồi, thì vải nó sẽ nhiều cái màu trắng hơn. Nó phụ thuộc vào cái họa tiết mà chúng ta muốn mong muốn. Đây là phần trắng này. Còn bạn này không muốn thì bạn thích như này, bạn làm lật ngược thì dùng chức năng inverse thêm một lệnh nữa nhé. Cũng còn là con connector đặt vào đây. Bây giờ nó sẽ mình dùng dụng lấy inverse để cái phần phần trắng nhiều hơn thì inverse đấy. Thì họa tiết nó sẽ ngược lại. Chi tiết là màu xanh, còn phần rèm chúng ta sẽ là phần tông trắng. Đây chính là vải von đấy. Vải von, tại vì ở đây mình giờ mình sẽ áp vào một cái blend lên bên cạnh đi nhá. Đây là vải von này, vải von có tông xanh, bạn thích vải von tông xanh nữa thì bạn chọn vải von tông trắng. Thì lại quay lại phần con ốp này đổi thành trắng và đen. Hai cái trắng trắng như nhau, trắng xanh nơ chẳng hạn. Này trắng hơn thì tí nữa. Đây, tông trắng, tông nơ trắng, trắng xanh. Và bạn muốn trong nhiều thì bạn cho này là ra trắng trắng tinh dần trắng thì nó sẽ ra trắng nhiều hơn, hoặc là chỉnh cái thông số hai cái thông số này để đưa ra cho các cái map. Nói chung là vật liệu vải thì cũng nhiều kiểu lắm, được chưa? Đã. Bạn muốn ra tông trắng là như thế, còn không bạn muốn lại chỉnh lại ngược lại bỏ ra lại kéo lại như này thông qua cái kênh kia nữa. Đấy, thì nó là vải trắng như này và trong suốt, mình không thích ngược lại, chỉ cần mỗi thằng ngược lại thôi, đúng không? Kéo thằng này được chưa? Đó thì chúng ta phải hiểu được về bản chất của đối tượng thì chúng ta sẽ làm vào được. Còn đấy là vật liệu bình thường, còn đấy vật liệu hai hai size thì đây, thì ngược lại vật liệu hai size chính là vật liệu này, đúng không? Còn đầu tiên mình sẽ nó sẽ có map 1 và map 2. Hai size thì mình sẽ lấy cái map bỏ thằng này đi, kéo con ốc để copy lên trên.
Đây, hai sai, mặt phía trước và mặt phía sau. À, để xem hiểu phía trước phía sau như nào thì mình sẽ vẽ thêm một cái đường len ở đây không còn lại cái nào là nối. Tí nữa mình sẽ làm phía trước và phía sau mình đảo ngược cho bạn nhé. Thực ra là một đối tượng nó sẽ có mặt trái và mặt phải. À, thì đây mình đã add cái đối tượng này vào cái đối tượng. À, đối tượng ra đây hai màu xác định với nhau, nó sẽ có mặt ở phía trước và mặt ở phía sau. Ví dụ mình sẽ vẽ stop lại nhé. Ở đây mình sẽ cố ý mình đặt ngược cái cần vượt đối tượng N này sang edit poly, sau đó mình sẽ lấy một nửa là mặt trước và một nửa là mặt sau bằng chức năng lift. Có nghĩa bạn hiểu đây là một nửa là mặt trái, một nửa là mặt phải nhé. Thay vì mình vẽ hai con len thì mình sẽ lật đi một nửa như này. Sau đó mình áp vào đối tượng. Đây mình sẽ tạo ra một cục vật liệu mới. Có tên là vật liệu 2 sai. Chưa? Mình sẽ render luôn nhé. Rồi, đây nữa. Sau đó mình chọn cái đối tượng này, mình kích vào, mình áp. Rồi. Bây giờ nó chưa hiện ra cái gì đâu, chúng ta sẽ kéo là một vật liệu có tên là vray, mở tên là áp vào đây, kéo tiếp một vật liệu vray mở tên là nữa, mình áp vào bên dưới. Mình đặt tên đây là trước, một cái là sau, cái này là trước này, cái này là sau này. À, bây giờ ví dụ mình sẽ áp vật liệu phía trước, trước cho đối tượng này, một cái bitmap. À, mình muốn áp một cái bitmap chẳng hạn như là cái chữ này đi. Ở phía trước mình áp một cái bitmap là review này, cái bitmap này. À, mặt phía sau mình sẽ muốn áp một cái bitmap khác. Ở cái map ở phía sau mình sẽ áp vào, nó là một cái map màu tông màu nâu này. Thì bạn muốn hiển thị hai cái đối tượng này lên thì nó như thế nào? Đó, hiển thị hai đối tượng này lên. Thì ví dụ mình bây giờ tỷ lệ hòa trộn đang là 50-50 đúng không? Thì mình muốn hiện nhiều cái màu màu bên dưới lên thì mình cho nó lên thành màu trắng. Được chưa? Thì cái đối tượng chúng ta bây giờ mặt trước với mặt sau chúng ta sẽ thấy là đều là cái màu trắng, nó sẽ nổi lên nhiều hơn cái màu tông này này. Đi đổi lại cái map hay hơi đỏ đỏ đi nữa, cái map đỏ này nhá. Thì cái map của đối tượng chúng ta sẽ thấy nhiều nhiều cái màu đỏ bên dưới nhiều hơn, và cái màu màu vàng, cái màu logo này được ít hơn. Được chưa? Nếu mà màu muốn tỷ lệ lệch nhiều hơn thì mình sẽ lấy cái thằng maximum của nó chỉ được như này thôi. Nó sẽ trộn hai vật liệu dù là mặt trái phải, nó hiểu nôm na là nó trộn cả hai mặt với nhau. Còn nếu bạn muốn lấy cái thằng bên trên nhiều hơn thì chúng ta sẽ kích vào đây và chúng ta sẽ lấy đây mái mặt dưới nhiều hơn. Để mà kỹ hơn ấy, bạn lấy một cái logo không thì nó dễ hơn. Đây đưa thằng này vào opacity đây. Chưa? Rồi mình sẽ lấy cái màu bên dưới nhiều hơn đúng không? Bên dưới đưa về tông trắng nhiều hơn. Chúng ta trộn hai đối tượng vào với nhau cũng ra được một chất liệu cũng khá hay. Do này cũng với map này đang hơi to, ta linh đi thì sẽ nhỏ đi, sẽ ra cho một 10 lần.
Bạn thấy không? Cái hoa văn bên dưới này được trộn với hoa văn bên trên và có cái vải hơi trong trong như này, được chưa? Đó, nó cũng là một cái chất liệu cũng khá là hay. Đây giờ mình sẽ đặt thêm cho bạn một cái đèn lồng. Đèn lồng sau này ở đây mình chưa chưa chỉnh đâu, làm đặt đèn lồng ấy, đèn trang trí ấy. Đây mình sẽ vẽ ra đây một cái túi bóc. Rồi mình kiểm tra kích thước đèn lồng trước. Đây, ví dụ mình này sẽ lấy cái đèn lồng là bức hình này nhá. Chúng ta sẽ lấy kích thước của nó là 1336 và 1000 đúng không? TZ này. Vẽ cho mình một khối bóc. Một ba ba sáu tám một ba ba sáu tám một nghìn bên trên nữa. Rồi chúng ta sẽ có cái khối bóc như này. Như cái nó đang hơi to. F3 này, mình scale cái khối này xuống 100 lần bằng 0.1 thôi, bằng 1 lần. 50 300 300 nữa. Đây, mình sẽ đưa cái này vào đây, thế vào vị trí cái này. Cho này 2 dimension. C 13 này. Mình sẽ zoom gần nó lại một tí nữa. Rồi. Đầu tiên chúng ta sẽ đưa kéo là một cục vật liệu có tên là Play. Trong Play này chúng ta sẽ có muốn cho đầu tiên chúng ta sẽ đặt này là vật liệu phát sáng đúng không? Kéo là một cục vật liệu line với tên là. Sau đó chúng ta add vào một bát. Kích đúp vào đây chúng ta sẽ chỉnh cường độ sáng. Chờ chưa, đây là mình chỉnh lại. À quên, stop lại. Ở cái khối bóc này dịch pin cao một tí nữa. Chiều cao cho lên khoảng tầm 500. Đúng rồi. Chờ một chút nhé, chắc 500 hơi cao. Rồi, nó có cách mặt đất đây. Đây hiện tại mình đang làm là vật liệu phát sáng nên mình tắt ở đây sân để cho nó tối trở lại. Cái này đang sáng là sáng do ánh sáng môi trường nhé, mình chưa tắt môi trường. Và chúng ta sẽ bấm phím M chọn vào đối tượng này. Sau đó chúng ta vào phím M để chúng ta áp cái đối tượng này vào. Rồi, đây cường độ sáng mình sẽ chỉnh ở trong vật liệu của lây phát sáng này, mình tăng ví dụ màu sắc mình lấy là màu vàng đỏ. Ok. Sau đó chúng ta sẽ chỉnh cường độ sáng lên bằng 50 chẳng hạn. Được chưa? Đó, đối tượng đã được phát sáng và với cường độ vàng đỏ. Tiếp theo mình muốn hòa trộn. Đây là với được cái cục vật liệu phát sáng thôi. Chúng ta sẽ kéo ra một cục vật liệu có tên là VLMTL. Trong VLMTL này mình sẽ áp một cái map.
là cái hình map áp vào đây. Sau đó chúng ta sẽ đưa vào cái map quát. Được chưa? Thì chúng ta bắt đầu chúng ta thấy là đối tượng chúng ta bắt đầu là có dạng như kiểu đèn lồng rồi đấy. Được chưa? Có thể cường độ sáng có thể sáng nhiều quá, cường độ sáng có thể ít quá, thì chúng ta sẽ tinh chỉnh thông số này. Được chưa? Cường độ sáng này. Thực ra để mà tốt hơn nữa thì chúng ta sẽ kéo thêm cái cục vật liệu lấy cái map này đưa xuống chức năng blend này để mình lấy cái hòa trộn. Ở đây hòa trộn nên mình muốn để là cho cái nền đối tượng này sáng thì chúng ta sẽ dùng chức năng color collect để đảo ngược cái vùng chọn nó đi trước. Cái lúc đây chúng ta dùng chức năng inverse và đảo ngược vùng chọn thì đối tượng chúng ta bắt đầu được sáng theo cái hình. Cái tông sáng như nào thì nó phụ thuộc vào bài này. Cái đỏ lên tí nữa, vàng lên tí nữa gì đó thì do các bạn. Ở đây mình sẽ tắt ánh sáng môi trường bằng 8, tắt cái vừa này thì clear như này. Thì chúng ta sẽ ra được cái bài đèn lồng. Còn chúng ta ở bên ngoài này chúng ta muốn sâu cái map này lên thì bấm M này, chọn chức năng sâu map này, check vào đây. Thì ra ngoài này ở đây ấy, chúng ta chưa sâu lên được là vì sao? Màu đen này thì do hôm ngày trước chúng đây chúng ta đã nói là được chưa. Đấy, thì chúng ta sẽ có, thực ra đối tượng này nó không phải như này đâu, mà đối tượng này vì đúng, còn đối tượng bên kia là sai. Ở trong đối tượng này chúng ta muốn cường độ của cái vật liệu nó sáng hơn thì chúng ta chỉnh ở trong cái phần line một TL này, cho vật liệu nó sáng lên là 20 cho nên 50. Đấy, bạn thấy là nó sáng nhiều hơn nữa, bạn muốn sáng hơn nữa thì 100. Đây là cách chúng ta làm đèn lồng nhá, được chưa? Đèn lồng phát sáng ra theo kiểu đấy. Ở đây thì nhìn nó hơi phẳng, bạn muốn muốn cái vật liệu này này nó sần sùi lên một chút xíu nữa thì chúng ta lại cho vào cái kênh băm, kênh băm nhá, một cái map vào kênh băm này. Bạn muốn băm như gì, băm như thế nào thì bạn chọn một cái map băm. Giả dụ bạn muốn băm sần sùi như cái map này thì chúng ta sẽ để nó sần sùi như này. Đấy, bắt đầu nó sần sùi lên hơn rồi đấy. Thường mặc định của cái băm này đang là, mặc định của map băm nó đang là 30, bạn muốn sần sùi lên nhiều nó tăng cái map băm nó lên cho 300 luôn. Bạn muốn xem cái map băm như thế nào cũng lại sang bên ngoài này này, bạn sổ cái map băm bạn cho nó sâu nó lên. Đấy, chúng ta muốn chỉnh cái thông số băm này to như nào, tơ linh như thế nào, chúng ta sẽ chỉnh ở trong này và chúng ta chỉnh nó map nó to map nhỏ. Được chưa? Map to map nhỏ. Đấy, chấm 3 luôn. Đó, chúng ta sẽ có cái map sần nó sẽ to, sần to hơn. À, đây là cách chúng ta lấy cường độ sáng cho đèn, làm đèn lồng nhé, vật liệu. Để sơ sơ, bạn nào có cái gì hỏi thì buổi sau mình cập nhật tiếp với các bạn nhé. Hôm nay chúng ta học chính xong vô số.